Người đàn ông cùng con gấu bông đang nhậu nhẹt, cả hai đều đã lớn tuổi nhưng suốt ngày bay lắc. Mỗi ngày con gấu đều dẫn gái về nhà. Tại sao nó làm được như vậy thì mình nhau tìm hiểu nhé. Hôm nay là ngày lễ Giáng sinh, mọi đứa trẻ đều tập trung cùng nhau chơi đùa. Chỉ có mình John là không mấy vui vẻ, vì không có ai chịu làm bạn với cậu cả. Cậu chỉ hy vọng bản thân có một người bạn đích thực. Hôm đó cậu nhận được món quà rất dễ thương. Điều này làm cậu bé rất phấn khích. Cậu đặt tên cho con gấu là Teddy. Trước khi đi ngủ cậu bé đã ước gì chú gấu Teddy của mình biết nói. Vốn dĩ đây chỉ là một ước nguyện viển vông, không ngờ lại bị ngôi sao băng ngang qua nghe thấy. Kết quả sáng hôm sau khi cậu tỉnh dậy, John không thấy con gấu nằm trên giường. Cậu vội đi tìm nó khắp nơi. Hóa ra chú gấu Teddy đã thành tinh, ước mơ với con gấu của cậu đã thành hiện thực rồi. Vì mình không có lấy một người bạn nên cậu bé nhanh chóng thích nghi. John nhanh chóng chạy đi khoe chuyện này với bố mẹ. Mặc dù bố mẹ vô cùng sợ hãi, nhưng họ vẫn quyết định để nó làm bạn với con trai, vì không phải con gấu nào cũng có khả năng như vậy. Bởi vì cả nước chỉ có một con gấu thành tinh nên Teddy trở nên vô cùng nổi tiếng. Nó được tìm kiếm nhiều trên mạng, được rất nhiều người biết đến. Con gấu cứ vậy được đưa đến đài truyền hình phỏng vấn. Nhưng dù có nổi tiếng trên mạng đến đâu thì cũng chỉ kéo dài được 2 năm, mà đôi bạn thân này ngày càng trở nên vô dụng. Chớp mắt đã 27 năm sau, cặp đôi này cũng không còn trẻ nữa, mà trở thành cặp đôi làm bạn với rượu và thuốc lá. Con gấu như một người nổi cáu giận dữ, những hào quang cũng không còn nữa. Cả ngày chỉ biết ngồi than phiền với nhau, mải chơi đến mức quên cả giờ làm việc, lại vì uống rượu nên không dám lái xe. John ngồi trên xe trang điểm lại nhan sắc, anh bạn Teddy liền đảm nhận trọng trách lái xe, dùng thanh gỗ làm chân ga. Với khả năng lái xe điêu luyện của mình, Teddy xuất sắc phá tan chiếc xe của người khác, sau đó đi thêm đường quyền nữa cho bõ công bảo dưỡng. Vừa đến chỗ làm, John đã bị sếp của trách vì cái tội hay đi làm muộn giờ. Nhưng dường như anh chẳng hề quan tâm, nghe chửi xong lại đi buôn dưa lê cùng đồng nghiệp, nhờ bạn bè tư vấn cho buổi gặp mặt bạn gái. Về nhà lại nhờ Teddy tư vấn về việc mua quà. Teddy vừa nghe xong liền cảm thấy bực mình, vì mình chưa từng được John tặng quà bao giờ, mà giờ lại tặng cho bạn gái. Sau đó Teddy nhảy vào đánh John. Lúc này Lori cũng tan làm trở về. Cô đi đến nhà John để cùng anh ăn tối. Lori chẳng ưa thích gì chú gấu này, vì nó suốt ngày nhậu nhẹt cùng John. Đã vậy tối đến còn nhảy vào giữa hai người. Sáng hôm sau Lori tới chỗ làm việc, cùng đồng nghiệp bàn luận về anh bạn trai mê gấu. Bỗng sếp gọi Lori vào phòng có việc gấp, thì ra anh ta muốn tán tỉnh cô. Lori nghe không lọt tai liền nhấc mông đi ra ngoài. Tối đến cô cùng John đến nhà hàng hẹn hò. Mặc dù cả hai đã tính đến chuyện hôn nhân, nhưng John vẫn không thay đổi tính nết, nên cô muốn anh cho Teddy ra ở riêng để hai người có không gian riêng tư. Việc này đối với John là không thể. Anh liền kể về thời thơ ấu cho Lori nghe, và Teddy chính là người bạn duy nhất của mình. Thế là Lori không đòi hỏi thêm gì nữa. Về nhà cô thấy Teddy dẫn gái về nhà để chơi, còn bày mọi thứ ra khắp sàn nhà, khiến cho ngôi nhà trở nên lộn xộn. Việc này làm cho Lori tức giận, cô vô cùng chán con gấu tình nghịch này rồi. Thế là John phải hẹn Teddy đi ra ngoài. Giữa bạn và người yêu, anh chỉ có thể chọn người yêu để cho Teddy ra ngoài sống cuộc sống của riêng mình, đồng thời hứa giúp Teddy tìm công việc ổn định. Sáng hôm sau bọn họ đi tìm việc làm. Teddy đến xin làm trong một cửa hàng. Khi trở về họ gặp hai bố con ở công viên. Người bố muốn mua Teddy với giá cao, nhưng John từ chối vì không muốn bán cậu bạn thân. Vài ngày sau Teddy dọn đồ ra ngoài sống. Cậu bắt đầu làm thu ngân tại một cửa hàng. Vừa quay lại liền thấy một cô gái xinh đẹp. Cậu liền tỏ tình bằng phong cách Teddy bựa. Thấy cô gái cười có nghĩa cậu đã thành công, còn John đang cố cày cuốc để kiếm thêm tiền tổ chức đám cưới. Bỗng Teddy gọi điện nói mình gặp tai nạn. Nghe xong John đến xin sếp cho mình nghỉ, lý do Lori gặp chuyện chẳng lành. Sau đó bọn họ cùng nhau uống rượu giải khát. Mặc dù cậu có người yêu xinh đẹp, nhưng Teddy chẳng hề vui vẻ, bởi vì trong lòng cậu còn có người quan trọng hơn. Bỗng một người hâm mộ tìm đến Teddy. Anh ta ẩn mình trong bóng tối và tự nhận là thần tượng Teddy từ nhỏ. Anh muốn cho Teddy một cuộc sống mới. Sau một hồi nói chuyện để lộ mình là kẻ buông người, nên nó đã thẳng thừng từ chối và rời đi cùng bạn gái của mình. Để thể hiện tình cảm của Lori, John đã cùng cô tham dự bữa tiệc của công ty. Ông sếp này đã để mắt đến Lori từ lâu nên kéo John đi khoe những món đồ của mình. Mặc dù John không quan tâm mấy thứ này lắm, nhưng anh vẫn khen vài câu vì phép lịch sự. Bỗng Teddy gọi điện bảo anh hãy mau đến đây, vì có một nhân vật mà hai người thần tượng từ nhỏ. Nếu bây giờ anh mà đến chỗ Teddy thì nhất định Lori sẽ đòi chia tay với anh. Một bên là cô bạn gái khó tính, một bên là thần tượng hồi nhỏ. Sau một hồi do dự, John đã trốn qua chỗ Teddy. Anh quyết định qua đó chơi nửa tiếng rồi quay lại trước khi bữa tiệc kết thúc. Cuối cùng họ cũng gặp được thần tượng, nhưng trong lúc mải chơi quá đà, ba người đã cùng nhau nhậu nhẹt. Sau đó mở tiệc bay lắc trong nhà, con gấu còn thể hiện giọng hát ca sĩ của mình. John vui quá liền quên mất khái niệm thời gian. Do quá mải chơi nên Lori đã tìm đến cửa. Anh mới nhận ra mình gặp tai họa lớn rồi. Lần này Lori không cho anh cơ hội giải thích mà trực tiếp nói lời chia tay, bỏ mặc anh một cách tàn nhẫn. Teddy đến an ủi động viên John, nhưng anh lại không chịu nghe gì cả. John đổ hoàn toàn trách nhiệm lên đầu con gấu và cắt đứt mọi mối quan hệ với nó, rồi để Teddy ngơ ngác ở lại một mình mà không nghe lời giải thích của con gấu.
Vài ngày sau, ông sếp biết chuyện liền rủ cô đi chơi. Lori đang buồn đương nhiên đồng ý. Việc này vô tình bị Teddy trông thấy, liền chạy qua nhà nói cho John biết. Nhưng John không hề tin lời Teddy nói. Bọn họ cứ vậy lại cãi nhau lần nữa, sau đó lại lao vào đánh nhau chí chóe. Cả hai đánh nhau khắp cả căn nhà. Sau một hồi vật lộn, cuối cùng cũng chịu làm hòa. Họ tới buổi biểu diễn ca nhạc mà Teddy nói. John bước lên mượn mic để giảng hòa với Lori. Giọng hát của anh khiến khán giả trầm cảm. Một người nhảy lên đánh liền bị John hạ gục, nên cảnh sát đã tới bắt anh đi. Hôm sau, Teddy chủ động tới tìm Lori. Cậu muốn được nói chuyện với cô. Cậu cảm thấy mình vô cùng có lỗi, và cậu không muốn sự tồn tại của mình làm rạn nứt mối quan hệ giữa John và Lori. Nó nói John đang đợi cô ở quán cà phê bên dưới. Nếu như cô đồng ý tha thứ cho John, nó sẽ mãi mãi biến mất khỏi thế giới của hai người. Lori có chút mềm lòng liền đồng ý. Cô thay đồ và chuẩn bị ra ngoài. Teddy ngồi trên ghế sofa, nhìn lại bức ảnh hồi nhỏ của bọn chúng. Nó không lỡ rời khỏi ngôi nhà này. Nhưng khi Lori vừa ra khỏi cửa, thì hai bố con lần trước đến gõ cửa. Họ không nói gì mà lấy ra chiếc túi bắt cóc Teddy. Lori theo lời hứa đến gặp John. Anh xin lỗi Lori về những lỗi lầm của mình. Để cô sống hạnh phúc nên anh đã nói ra lời chia tay. Khi Teddy bước vào trong căn phòng, nhìn thấy ảnh của mình được lấp đầy căn phòng, con gấu có chút hoảng sợ, nó không biết tương lai của mình sẽ ra sao. Ông bố nói lý do bắt cóc Teddy là bởi vì thằng con trai mình quá thần tượng cậu. Ai bảo cậu là chú gấu duy nhất thành tinh chứ, nên không thể nào tìm được con thứ hai. Nói xong, anh liền để Teddy ở lại trong phòng cùng với con trai mình. Con trai anh nhìn thấy con gấu, liền thể hiện tình yêu với nó. Cậu ta đến rứt lấy cái tai của Teddy. Teddy bất cẩn nên không né tránh, kết quả bị cậu ta xé luôn cả cái tai. Nhưng dù sao Teddy cũng đã sống mấy chục năm, liền giả bộ lấy lòng tên mập, nhân lúc chơi trốn tìm với cậu ta, liền nén ra ngoài trượt xuống khỏi cầu thang. Nhìn thấy ông bố đang uống rượu, cậu đến nhà bếp dùng kẹp giấy kẹp tay lại, sau đó tìm điện thoại để gọi điện cho John. John vừa ra ngoài thì Lori lái xe đuổi theo. Để năn nỉ anh quay lại với mình, John đắn đo một hồi cũng leo lên xe, vừa hay nhận được cuộc gọi của Teddy cầu cứu. Nhưng lại bị hai bố con kia phát hiện, John chợt nhớ ra hai bố con lần trước muốn mua Teddy, thế là anh cùng Lori lái xe đến đó. Trên đường anh đã gọi điện báo cảnh sát, nói rằng con gấu bông của mình đã bị bắt cóc, nhưng cảnh sát lại nói điều này rất nhảm nhí, nên không nhận điều tra vụ án này. Hai bố con vội đưa Teddy lên xe chạy trốn, Lori lái xe đuổi theo ngay sát, Teddy cầm thanh sắt lên đập vỡ kính xe ô tô. Sau đó lấy đà nhảy lên đầu xe của Lori, nhưng tên kia phanh gấp làm Lori tông trúng đuôi xe. Teddy vì vậy mà bị bật lại xe của hai bố con. Teddy liền lấy bao tải bịt mắt ông bố lại, khiến hắn ta mất lái tông vào cột mốc. Teddy dù bị thương vẫn tranh thủ bỏ chạy. Hai bố con cố gắng túm lấy chân con gấu. May mà John kịp thời đuổi tới, một đấm đã hạ gục tên mập. Teddy bị dồn đến chân tường, hết cách đành leo lên cột điện. Ông bố vẫn đuổi theo ngay sát. Con gấu chân ngắn nên đã bị ông ta tóm được, khiến cho vết rách càng ngày càng nặng. Teddy xinh xắn đã bị xé làm hai mảnh, rồi từ từ rơi xuống đất. John và Lori đã đến nhưng muộn một bước. Bọn họ nhặt hết bông của Teddy lên. Con gấu cũng nói ra lời trăn trối cuối cùng. Sau đó phép thuật dần dần biến mất. Nhưng John và Lori không chịu từ bỏ. Bọn họ vội mang nó về nhà và khâu lại, ghép từng mảnh rời lại với nhau. Nhưng con gấu vẫn không thể sống lại. Đêm đó Lori chẳng thể nào ngủ được, vì cô mà John đã mất đi cậu bạn thân. Cô nhìn lên bầu trời thấy ngôi sao băng chạy qua. Cô liền ước Teddy có thể hồi sinh. Sáng hôm sau, kỳ tích đã xảy ra. Teddy cuối cùng đã quay trở lại. Bọn họ vui vẻ ôm chầm lấy nhau. John và Lori đã nên duyên vợ chồng trong niềm vui không hề giả trân của bạn bè. Bộ phim hôm nay đến đây là kết thúc. Mọi người thấy sao về bộ phim này? Hãy để lại ý kiến ở bên dưới để Vân Anh biết nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bye!